Ok, rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái đèn hành lang. Đối với những cái đèn mà chúng ta điều khiển những cái hành lang á, giống như đèn hành lang trái, hành lang phải, đèn công ty, những hành lang rộng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái CV tape thay vì cái công tắc. Nó cái CV tape á, thì nó khi nó có dòng cao á, thì ngắt thì nó có thể nhảy xuống tự động được. Đó, để nó bảo vệ cho những cái hành lang này. Thì hành lang bật tắt đèn này á thì dùng CV tape. Thì cái mặt đó chúng ta sẽ có ở đây, chúng ta có hai len, một len một và len hai, từng cái len đèn một thì chúng ta sẽ đưa vào những cái CV tape để chúng ta điều khiển đó. Thì cái CV tape này thì cách chọn thì mình đã nói đúng chưa, chọn CV tape thì mình đã có bài rồi, thì cái này mình sẽ vẽ mặt thôi, nhưng mà tùy thì đối với mình sẽ nói nhanh như vậy đối với từng len một. À, giả sử chúng ta xài đèn LED hoặc là đèn cao áp hay đèn thì nó có một số cái cách chọn khác nhau đấy. Đối với những cái đèn mà có cái giống như tăng phô đồ á thì nó sẽ có cái dòng khởi động thì chúng ta sẽ chọn khác, và đối với những cái đèn mà đèn LED, đèn đồ, đèn điện tử á, thì chúng ta sẽ chọn cái CV nó hơi khác đèn tí. Thì thường thì chọn cái CV thì người ta sẽ chọn nhanh đó, giống như mà đối với những cái hệ thống mà có tủ khởi động hoặc là tăng phô á, thì người ta sẽ tính tổng cái công suất đó lại. Ví dụ mà một kW thì tầm chúng ta sẽ lấy cái CV tape tầm 10A đổ lại là được rồi. Cao hơn thì chúng ta sẽ chọn 16. Đó là như vậy. Thì cái CV là có rồi. Thì hôm nay mình chỉ nói về cái vẽ mặt thôi, chứ mình sẽ không nói về cái CV nhé. Đó. Cái mặt thì đối với những cái này chúng ta sẽ gom những cái điểm chung lại. Trước khi đấu thì chúng ta sẽ gom len những cái điểm điểm chung lại với nhau để chúng ta sẽ kéo dây điều khiển sau. Thì đây mình sẽ len cái mát lại nè, mình sẽ gom những cái mát của hai cái len đèn lại với nhau. Gom lại. Mình sẽ len gom những cái nguồn điều khiển lại nè. Len cái nguồn điều khiển lại. Mình sẽ len cái nguồn điều khiển của từng cái line đèn một lại. Xong ở đây mình thấy mình ở đây CB này cũng len cái nguồn vào nói chung thì mình sẽ len lại. Tức là mình sẽ gom những cái nguồn chung lại, sau đó mình sẽ đấu cho nó dễ. Đó, thì bây giờ mình sẽ đưa nguồn mát vào. Mát vào cái line đèn thứ nhất. Xong mình sẽ đưa cái nguồn điều khiển vào, tín hiệu được từ cái CB này. Nhìn nóng từ CB vào cái điều khiển còn lại cho cái line đèn này. Ở đây mình đặt lộn tên này nhá, kệ nó, không quan trọng cái tên mấy. Thì cái này á, thì cái đèn này á thì nó sẽ cần 2 giây để sáng này. Nóng có mát ở đây nè, nóng từ CV vào rồi. Tiếp tục cái len còn lại nó cũng vậy, cái len này thì nó cũng đi từ cái CV này, nó vào nó điều khiển ở đây thì nó cũng như vậy thôi đó. Xem nào, nguồn vào đây nè, nguồn vào hai cái CV nè, hai CV tape. CV tape thứ nhất đi vào điều khiển cho cái line thứ nhất, CV tape thứ hai đi vào điều khiển cho cái line thứ hai. Tất cả những cái len mát thì của hai cái len đèn này thì chúng ta sẽ gom chung lại và chúng ta sẽ đưa đưa gộp chung về mát đó. Thì trên mô phỏng thì mình sẽ có hai cái len đèn như vậy, một cái CV tổng này, CV bật cho cái len đèn thứ nhất và CV này bật cho cái len đèn thứ hai. Đây là những cái len đèn này. Đó, mình sẽ gom chung cái nguồn điều khiển nè, gom chung nguồn điều khiển nè, gom chung nguồn mát nè, gom chung nguồn mát mình sẽ đưa về mát nè. Rồi cái nguồn chung, nguồn nóng của hai cái CV này á thì mình sẽ là gom lại, mình đưa vào cái nguồn nóng đây. Đó, khi bật cái thứ nhất thì cái len đèn thứ nhất hoạt động tắt nè, bật len thứ hai đó, bật len thứ ba. Thì chúng ta sẽ có nhiều nhiều cái len đèn á, giả sử chúng ta sẽ có nhiều cái len đèn, càng nhiều len đèn thì chúng ta sẽ đưa đưa dần dần các cái CV tape ra điều khiển đó. Chúng ta thấy ở những cái hệ thống tòa nhà, hệ thống hành lang đèn xưởng hay công ty ấy, chúng ta thấy một loạt các cái CV tape thì người ta sẽ bố trí như vậy, người ta sẽ bố trí những cái CV tape để điều khiển từng line một. Sau đó những cái line nóng ấy, line mát ấy, thì họ sẽ gom về họ đưa một cái line mát thôi, còn từng cái line nóng vào thì nó sẽ vào từng cái CV tape một, thì từng cái CV tape sẽ điều khiển cho từng cái len một đó. Rồi thì cái mặt tạm dừng ở đây nhé.
Thì đây, cái đây là giới thiệu mặt thôi chứ không phải phân tích. Tức là mình sẽ đưa mặt vào mình vẽ như vậy. Thì mình sẽ gửi cái này cho anh em để anh em tham khảo.